Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine, cuộc chiến của lương tâm. Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin đã thay đổi thế giới. Mặc dù Putin coi đây là chiến dịch quân sự để gìn giữ hòa bình, nhưng sự tàn bạo trong 9 ngày qua cho thấy đây là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm xóa bỏ một nhà nước có đường biên và lãnh thổ rõ ràng, vẽ lại biên giới, chia lại lãnh thổ. Khác với mọi cuộc chiến tranh vũ khí thông thường, đây là cuộc chiến tranh công nghệ IT đầu tiên trong lịch sử, đó là công nghệ thông tin. Hai bên đang tìm cách đánh vào các trung tâm dữ liệu và mạng của nhau. Trong lĩnh vực này, Ukraine cũng không thua kém Nga như tương quan về quân đội và vũ khí hạng nặng. Đây là hình ảnh đội quân hacker trên mạng tuyên chiến với Nga. Đáng sợ nhất là cuộc chiến tranh mang dấu ấn hạt nhân. Không nói đến những lời đe dọa dùng bom hạt nhân của Putin, việc quân Nga chiếm giữ khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và các nhà máy điện hạt nhân khác đang tiến đến các nhà máy tiếp theo, khiến Ukraine và mọi người lo ngại. Năng lượng hạt nhân chiếm tới 52% tổng sản lượng điện lực của Ukraine, tới 16 lò phản ứng nguyên tử lắp trong 4 nhà máy. Hôm nay, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia, đã bị tấn công. Người ta không chỉ lo sợ vì Putin đang hành động như một kẻ mất trí, mà vì kẻ mất trí đó đang kiểm soát một thể chế độc tài và không ai quanh ông ta dám hé môi khuyên can. Mục tiêu đánh nhanh, thắng nhanh của Putin thì ngày càng xa vời vì viễn cảnh thảm họa hạt nhân cũng càng trở nên nhãn tiền. Để diệt kẻ thù ở Chechnya hay Syria, Putin đã hủy diệt các thành phố như Grozny, Aleppo, Homs cùng hàng trăm ngàn dân thường chết. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron hôm 3 tháng 3, Putin đe dọa rằng điều tồi tệ nhất còn ở phía trước. Trong mọi cuộc chiến, hai bên đều phát động chiến tranh tâm lý, nhưng chiến tranh ở Ukraine là cuộc chiến tranh truyền thông ở mức độ khác thường. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Macron hội đàm với Putin. Vào tháng 8 năm 1965, khi đó Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng, bắt đầu trực tiếp tham chiến, nhưng phải 2 năm sau, phong trào phản chiến ở Mỹ mới phát triển vào năm 1968. Những hình ảnh của cuộc chiến thảm khốc mới tạo ra làn sóng phản đối ở thanh niên toàn châu Âu. Ngày đó, nhân loại chưa có khái niệm về phát hình trực tiếp, photoshopping. Mỗi đoạn phim từ mặt trận mất vài ngày mới lên được sóng TV ở Mỹ. Người miền Bắc chờ cả mấy tháng sau mới xem được những thước phim vượt Trường Sơn. Bom đạn của Putin vừa rội xuống các thành phố tại Ukraine rạng sáng ngày 24 tháng 2. Chỉ mấy phút sau, cả thế giới đã thấy những video phát hình trực tiếp từ các mặt trận. Những người lính Nga trước khi chết còn kịp nhắn tin cho mẹ ở hàng ngàn cây số. Trên mạng xã hội tràn ngập tin tức thật giả lẫn lộn. Cả hai bên đều sử dụng lợi thế của Internet để tuyên truyền cho mình. Cũng phải đáng nói rằng Internet tại Ukraine vẫn hoạt động tốt ngay cả khi bom nổ gần nơi người được phỏng vấn. Mạng xã hội Việt Nam thì tràn ngập các ý kiến về tin tức về cuộc chiến này. Trong khi chính phủ Việt Nam chỉ tuyên bố ba phải, không lên án ai, không ủng hộ ai, thì dân chúng và giới tinh hoa Việt Nam chia thành hai phe đánh nhau trên mạng. Cũng không phải biết được tỷ lệ trên toàn mạng, nhưng phần đông những người trên Facebook đứng về phía dư luận toàn cầu phản đối Putin xâm lược và ủng hộ nhân dân Ukraine đang bảo vệ quyền tự quyết định của mình. Đây là hình ảnh nhiều người Việt Nam tới Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội chia sẻ sự ủng hộ của họ. Ngược lại, cũng có những ý kiến chủ yếu ở các bậc đang học hành thuộc tầng lớp tinh hoa đứng về phía Putin, coi việc ông ta đem quân sang Ukraine là để bảo vệ nước Nga trước đe dọa của NATO. Tin giả và sự cường điệu tràn ngập cả hai phe, bên này ca ngợi tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine bằng hình ảnh của các nữ binh xinh đẹp, của các câu chuyện tình lãng mạn. Họ chế nhạo những cái chết thảm khốc của lính Nga, trong khi những thanh niên mặt còn bụng đầy sữa bị đẩy vào chỗ chết là nỗi đau bất tận của các bà mẹ Nga. Họ lạc quan tiên đoán thất bại nay mai của Putin bởi hình ảnh các đoàn xe tăng Nga bốc cháy rụi. Thực tế là sau những tổn thất của 8 ngày đầu, quân Nga đang thận trọng tiến chậm lại để đảm bảo khâu tiếp tế
Putin dường như sẽ tiếp tục tung dần hết lực lượng dự trữ cho chiến dịch này còn đang nằm bên kia biên giới, quyết bao vây các thành phố lớn. Nếu cần thì Putin sẽ đưa thêm hàng trăm ngàn quân nữa sang. Mục tiêu hủy diệt còn ở phía trước, tiềm lực chiến tranh của Putin còn rất nhiều. Phe ủng hộ Putin thì luôn tung ra lập luận rằng Ukraine vì theo phương Tây mà buộc Nga phải đánh để bảo vệ an ninh của mình. Người hung hăng thì chế nhạo Zelensky là thằng hề bồ nhìn của Mỹ, so sánh chế độ của Ukraine với Khmer Đỏ đáng bị xóa sổ. Người mềm dẻo hơn thì phán là chiến tranh luôn do cả hai bên, là Zelensky cũng có lỗi vì không khéo léo với Putin, vân vân. Đây là hình ảnh các tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ Nga xâm lược Ukraine. Họ bênh vực Putin, coi Ukraine là đe dọa cho nước Nga và quyết phi quân sự hóa nước này, trong khi quân đội Ukraine không có nổi một cuộc phản kích nào bằng pháo binh, tên lửa hoặc không quân vào các căn cứ của Nga ở bên kia biên giới. Hải quân Ukraine hầu như không hoạt động. Thực tế, quân đội Ukraine so với Nga chỉ là một quân đội du kích. Cho đến nay, họ chống cự được với đại quân của Nga chính nhờ chiến thuật du kích, bởi lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm hết sức. Ai đó ủng hộ Putin xóa bỏ chế độ phát xít Ukraine mà không biết rằng chỉ riêng việc anh hề Zelensky được bầu làm tổng thống trong một cuộc bầu cử đa đảng và việc chuyển giao quyền lực một cách êm đẹp từ cựu tổng thống Poroshenko, một nhà tài phiệt, chứng tỏ nền dân chủ bám chắc rễ thế nào ở đất nước này. Trong khi đó, Putin thì cầm quyền độc tài từ năm 2000 cho đến nay, đã có lúc phải giả vờ làm thủ tướng để lách hiến pháp rồi thay đổi hiến pháp để có thể cầm quyền suốt đời. Nhà sử học Mỹ Tommy nói rằng bước chuyển sang chủ nghĩa chuyên quyền cực hữu có lẽ là bậc thang cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Dù mới nghe có vẻ rất quái gở, chủ nghĩa chuyên quyền cực hữu chính là chủ nghĩa phát xít. Tập Cận Bình đã xây dựng chế độ này ở Trung Quốc nhưng chưa ra tay, Putin thì đã ra đòn trước rồi. Hành động này khiến NATO và các nước châu Âu đang chia rẽ bỗng đoàn kết lại. Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Orbán của Hungary vốn bị coi là hai tay trong của Putin ở NATO và châu Âu cũng phải lên án cuộc xâm lược. Hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ bỗng đồng thanh vỗ tay diễn văn bài của ông Biden về thái độ của Mỹ. Các ngân hàng Thụy Sĩ bỏ nguyên tắc trung lập từ hàng trăm năm nay để tham gia vào cuộc cấm vận các ngân hàng của Nga. Và chỉ 5 ngày sau khi Putin tấn công Ukraine, giới chính trị gia tại Đức, cả cánh tả lẫn cánh hữu cùng nhất trí rũ bỏ chiếc áo vì quá khứ phân biệt nên phải hòa bình mà họ lấp trong đó rất lâu nay. Đức tuyên bố cung cấp vũ khí sản xuất tại Đức cho Ukraine và nâng ngân sách quốc phòng ngay lên 100 tỷ euro, tức là 2,6% tổng thu nhập quốc dân của họ, 3.800 tỷ euro. Nghị sĩ Kizhi được coi là lãnh tụ cánh tả, gần gũi với Đảng Cộng sản, xưa nay vẫn bênh vực Putin, nay đã quay sang lên án Putin. Cựu Thủ tướng Schröder, bản thân của Putin, có chân trong công ty dầu khí quốc gia Rosneft của Nga, đang bị dư luận Đức lên án vì không rời bỏ các chức vụ ở bên Nga. Câu lạc bộ bóng đá của Dortmund đã tước thẻ hội viên danh dự của ông Schröder. Liên đoàn bóng đá Đức và ngay cả đảng SPD đã ra tối hậu thư cho kẻ ngậm miệng ăn tiền này. Từ ví dụ của Đức và muôn ngàn ví dụ nữa, từ thể thao, nghệ thuật, kinh doanh cho thấy cuộc chiến tranh Ukraine còn là cuộc chiến tranh của lương tâm, của cái thiện chống cái ác. Có lẽ về dân chủ, về NATO, về lịch sử nước Nga, Ukraine, về xung đột lãnh thổ Liên Xô khó có thể thống nhất được vì đó là một nhận thức, là lý trí. Con người ngoài lý trí còn có lương tâm. Người lương thiện không thể bênh vực việc dùng bom đạn tàn phá một nước không hề và cũng không bao giờ đủ sức để đe dọa mình. Lương tâm trong lành không thể bênh vực các cuộc ném bom vào dân thường gây ra cái chết của hàng ngàn người. Việc một quốc gia lựa chọn thể chế cũng giống như con người ta lựa chọn lối sống. Nếu ông bố chỉ vì sợ con cũng bị lây thị hiếu của nhà gốc và ăn mặc diêm dúa của con nhà hàng xóm, thì nên đóng cửa lại và dạy cho con mình trò khác như bản sắc dân tộc hơn. Nhưng nếu lấy cớ chơi với Tây là đe dọa tao để tràn sang đốt nhà và tàn sát gia đình hàng xóm, thì đó là tội ác. Người có lương tâm phải biết phân biệt thiện và ác. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có hề ấn gì
khi Nga bị đẩy ra khỏi hệ thống SWIFT của ngân hàng. Theo các báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu thuộc Công ty Chứng khoán Việt Nam Direct, chuyên nghiên cứu về tình hình đầu tư kinh doanh được công bố hôm 28 tháng 2, Việt Nam có chịu tác động nhất định khi Nga bị loại khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu SWIFT vì đã phát động cuộc tấn công xâm lược vào Ukraine. Lúng túng trong thanh toán. Đây là lệnh trừng phạt do Mỹ, Anh, Canada và châu Âu thông báo vào ngày 27 tháng 2 để cắt đứt đường nối từ Nga đến một số ngân hàng trong hệ thống SWIFT, tên gọi tắt của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, được thành lập từ năm 1973, có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ. Đây là hình ảnh trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở Moscow. SWIFT được kết nối trên 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ để thông báo cho các ngân hàng về các giao dịch tài chính của mình. Việc Nga bị gạt ra khỏi hệ thống SWIFT tương đương đương nhiên tác động tới Việt Nam là nhận định đầu tiên của kinh tế gia, nhà nghiên cứu độc lập Phạm Chi Lan, nguyên phó phòng thương mại và công nghiệp của Việt Nam. Bà nói như sau: Việt Nam phải hứng chịu những tác động như nhiều nước khác có quan hệ kinh tế với Nga. Hiện một số doanh nghiệp cũng đang làm xuất nhập khẩu với Nga cũng rất lúng túng về cách thức để thanh toán giữa hai bên. Nếu thanh toán mà nghẽn thì rõ ràng là quan trọng của hệ thống thương mại không thể kéo dài bình thường được. Và tác động có nhưng nhiều thì không chính xác là khẳng định của chuyên gia bên ngoài. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư ngành thạc sĩ MBA, giám đốc tài chính cho nhiều công ty Mỹ với lợi tức trên 1 tỷ đô la nói rằng Việt Nam và Nga tương tác về thương mại thực tế không nhiều. Nếu cộng Nga và Ukraine chung vào nhau thì Việt Nam tương tác trực tiếp với hai quốc gia này chỉ khoảng 1% GDP mà thôi. Đó là những dự án về xây cất, những dự án về dầu khí tại Việt Nam do Nga. Việt Nam cũng đã mua những tiềm thủy đỉnh, tức là tàu ngầm của Nga. Một khi đã mua vũ khí của Nga thì phải tùy thuộc vào phụ tùng và phụ thuộc của họ vào bảo trì, tinh vi, lâu dài. Việc thanh toán tiền sẽ không còn dễ dàng nữa, không thể thanh toán qua nhà băng code SWIFT và chỉ nhắn một cái thì 30 giây sau bên Nga có thể nhận được tiền. Đây là hình ảnh SWIFT được xem là xương sống của hệ thống chuyển giao tài chính quốc tế. Một giả thiết có thể xảy ra trong trường hợp Nga bị cấm vận. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc giải thích rằng Việt Nam vẫn có thể trả tiền qua hệ thống nhân dân tệ. Hiện tại Trung Quốc đang rất mong muốn tiền của mình và dịch vụ giống như SWIFT của họ được sử dụng nhiều hơn. Thành ra nó sẽ làm khó khăn nhưng nó không hoàn toàn tắc nghẽn. Vào năm 2012, Iran là nước bị cắt kết nối khỏi SWIFT vì chương trình hạt nhân của nước này. Lúc bấy giờ, Iran đã mất tới 50% doanh thu xuất khẩu dầu mỏ, 30% mậu dịch với nước ngoài. Việt Nam trong bối cảnh Nga bị cắt đường kết nối với SWIFT nên được hiểu như thế nào là câu hỏi đặt ra. Giải thích vấn đề này, tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho biết nhìn nhận của ông như sau. Khi SWIFT bị siết chặt thì tất cả những dự trữ ngoại tệ của Nga dựa trên đồng US dollar cũng bị mất giá. Đồng rúp của Nga như trước đây đã tan chảy rất nhanh, mất giá rất nhiều. Việt Nam nếu tương tác với Nga bằng cách trả bằng đồng tiền Việt Nam và Nga trả lại bằng đồng rúp, mà đồng rúp không còn tin tưởng nữa thì mọi việc sẽ rất rườm rà. Có thể phải đổi qua đồng tiền của một quốc gia trung gian nào đó và chuyển qua một kênh trung gian khác. Nó làm cho thương mại rất khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Đó là lý do mà Iran, Bắc Hàn trong quá trình quá khứ bị Hoa Kỳ phong tỏa hệ thống SWIFT thì họ vẫn có những cách và họ vẫn sống được. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi SWIFT và sau đó thì việc này đã được thực hiện. Vấn đề là ở đây Nga có sống đủ để tiếp tục chiến đấu và chiến tranh với Ukraine không để bị lệ thuộc vào một nguồn. Việt Nam Direct dẫn lời các chuyên gia rằng lệnh trừng phạt Nga bao gồm cả việc chặn kết nối SWIFT với hệ thống tài chính Nga sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam, phần lớn là các dự án điện và dầu khí. Điều này được bà Phạm Chi Lan phân tích tiếp như sau. Tôi không biết các tổ chức liên quan, cả phía nhà nước lẫn công ty hay ngân hàng
sẽ làm thế nào, nhưng mà tôi tin chắc là cũng sẽ có cách thôi. Và lại cũng phải thấy quan hệ dầu khí giữa Việt Nam với Nga cũng đã giảm đi rất đáng kể trong những năm gần đây. Nếu tính về tỷ trọng của dự án đầu dầu khí như Vietso Petro trước đây, thì đóng góp của nó vào kinh tế Việt Nam ngày càng giảm xuống. Và bây giờ nó chỉ ở mức vài 300% đóng góp vào ngân sách thôi, chứ không lớn như trước đây nữa. Và đó cũng là điều may của Việt Nam là đã phát triển được rất nhiều nguồn khác, tăng quan hệ hợp tác với các kênh khác và có những dự án riêng của mình. Thí dụ như ngay cả những dự án với lọc dầu chẳng hạn, tất cả những kênh khác nhau cũng đã giúp cho Việt Nam không bị lệ thuộc vào Nga nhiều về mặt dầu khí. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại phiên họp thượng đỉnh bất thường của châu Âu tại Bỉ hôm 25 tháng 2 để bàn về các biện pháp trừng phạt của Nga, và sau đó đã được tung ra những gói trừng phạt ghê gớm. Điều này khác so với các nước châu Âu mà vẫn phải nhập khí đốt của Nga rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù người ta phụ thuộc tới hơn 30% mà người ta vẫn vượt qua được, thì một tỷ lệ nhỏ bé vài 3% của Việt Nam cũng vượt qua được thôi. Cũng theo thông tin từ Việt Nam Direct, dự án nhiệt điện Long Phú 1 do Power Machiner của Nga làm tổng đầu tư đang chậm kế hoạch vài năm do vướng lệnh cấm vận. Kế đó là dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong với liên doanh Sabrurnet của Nga và của Bỉ đã ký biên bản ghi nhớ từ tháng 4 năm 2021. Ngoài trừ dự án điện khí Quảng Trị, hai dự án Long Phú 1 và Vĩnh Phong đã đưa vào dự án quy hoạch điện 8. Trong khi Vĩnh Phong vẫn chưa được khởi công thì dự án Long Phú 1 đang rơi vào bế tắc vì vẫn chưa thể lắp đặt được thiết bị. Đối với tiến sĩ Khương Hữu Lộc, những điều đó không đáng lo ngại bằng việc giá xăng dầu trên thị trường nội địa tăng rất cao và e rằng sắp tới mọi thứ còn lên nữa. Thế nhưng, dường như tất cả đều nằm trong cái gói gọi là bù trừ của nó. Việt Nam xuất khẩu dầu hỏa nhưng không đủ tiêu thụ, giá dầu xăng và dầu hỏa tăng ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế Việt Nam. Nhưng vì sao không ngại? Là vì kinh tế chưa trở lại mạnh, lạm phát chưa tới 4%. Nhưng khi kinh tế Việt Nam trỗi dậy lại như Hoa Kỳ và các quốc gia khác mà lại bị áp lực từ sự gián đoạn cung về dầu khí, dầu hỏa của Nga thì chắc chắn lạm phát sẽ tăng. Đây là hình ảnh một tòa nhà bị pháo kích. Điều này thì châu Âu cũng bị nặng nhất, Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng như Việt Nam thì không đến nỗi nào. Việt Nam có cái bù trừ, thứ nhất là những công nghệ như đã có, rồi phân bón hay cả thép nữa thì Việt Nam sẽ có cơ hội sản xuất và xuất khẩu nhiều hơn. Giá thành sẽ tăng, và khi tăng thì quốc gia sản xuất có lợi, nhưng bù trừ lại là nó lạm phát, rồi giá xăng dầu cho công nghệ của Việt Nam tăng thì giá cả cũng tăng theo. Cũng đã có dự kiến là giá cả tăng mà lạm phát không tăng bao nhiêu là giải thích tiếp theo của kinh tế gia như sau. Ngược lại, những công trình lớn tùy thuộc vào Nga sẽ bị gián đoạn, những công trình xây cất sẽ không hoàn thành trong thời gian dự tính. Đại khái tác động âm nhiều hơn nhưng không ngại vì tương tác với Nga và ngay cả với Ukraine không nhiều, chỉ có 1% GDP mà thôi. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam Direct vẫn duy trì dự báo lạm phát của Việt Nam vào năm 2022 được kiểm soát ở mức 3,4%. Việt Nam đã học được bài học không thể để mình lệ thuộc vào một nguồn, bà Phạm Chi Lan đồng thời khẳng định rằng Việt Nam đã đa dạng hóa, đã phát triển quan hệ thương mại với nhiều nước. Nền kinh tế hiện nay với các doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân đã trưởng thành về nhiều mặt, nên dù các tác động tiêu cực đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn có thể chống chọi được.